quay trở lại với video tiếp theo của Jin Jin Vlog cuộc sống và những trải nghiệm. Mấy hôm nay chỗ mình là thời tiết khá là lạnh mọi người ạ, mấy hôm trước còn mưa cơ. Thì hôm nay là mình sẽ làm đồ nướng tại nhà mọi người ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ ăn nướng nha mọi người. Đây mình có chuẩn bị một ít thịt này. Thịt này không phải thịt ba chỉ đâu mọi người ạ, đây là thịt nạc vai ấy. Đấy, thịt nạc vai thì giá nó cũng bằng tiền thịt ba chỉ thôi, nhưng mà mình thấy thịt nạc vai nó sẽ mềm hơn ấy, nên mình thích ăn thịt nạc vai hơn. Đấy, ở đây có kim chi này. Đấy, một ít rau sống này. Và một ít nấm kim châm này. Một ít khoai, đây là khoai lang Nhật nha mọi người. Đấy, và không thể thiếu là đậu bắp nhá. Mình rất thích ăn đồ nướng mà có đậu bắp ấy, rất là ngon. Mời mọi người ăn cùng mình nha. Mình sẽ ăn bằng, đây là bằng bếp từ nha mọi người. Và đây là bằng chảo đá. Đấy, mình mọi người ở nhà mà nếu mà không có bếp nướng ấy thì mọi người có thể dùng cái này á. Mình thấy dùng cái này nó sẽ không bị cháy đâu mà rất là tiện. Mình có một cái chảo gang ấy, cái chảo gang xong rồi mình bọc giấy bạc lên trên như kiểu ngoài quán ấy, nhưng mà mình ngại lôi cái đấy ra lắm. Thế là mình sẽ ăn một cái này luôn nha mọi người. Ăn nướng này là không thể thiếu bơ được nha mọi người. Mình rất thích ăn nướng có bơ này, rất là thơm ấy. Ra ngoài quán thường là ví dụ người ta nướng giấy bạc là người ta sẽ cho thêm một ít dầu nữa ấy. Mình không cho. Cho bơ này thôi. Giờ mình sẽ cho thịt vào nha mọi người. Thịt này thì mình cũng đã ướp bằng cái gói ướp nướng sẵn ấy. Còn cái gói ướp thịt Hàn Quốc ấy, mình mua ngoài đấy. Mình ướp ở đây. Rất là thơm. Cho vào nước mắm rồi. Rồi đây là nấm này. Đậu bắp. Mình sẽ lật nha mọi người. Rất là thơm. Cái này nó có một nhược điểm là cái bếp từ này nó hơi khó điều chỉnh một tí mọi người ở đấy. Không để ý là nó hơi dễ bị cháy. Mấy cả cái, thì ra cái bếp này của mình hình như nó không cân nha mọi người. Ở đây thì không cháy mà đây cũng cháy thôi. Mấy cả nó có cái nước ướp ý. Nước của nó rất là dễ cháy. Còn miếng này thì đằng này đi.
Giờ mình sẽ cắt thịt ra nha mọi người. Cắt thịt để cho nó nhanh chín, với cả nó vừa miếng ăn nữa. Thịt cũng đã chín rồi, rất là mềm mọi người ạ. Đấy, cho nên là mọi người nếu mà có nướng thịt thì mọi người cũng nên mua cái miếng nạc vai ấy, nó sẽ rất là mềm. Thịt ba chỉ thì nó có vừa cả mỡ cả nạc thì cũng ngon. Nói chung là mỗi một loại thịt nó sẽ ngon một kiểu ấy. Nhưng mà nếu mà muốn mềm thì mua thịt nạc vai nhá. Miếng thịt trông rất hấp dẫn. Tại vì cái chảo, cái bếp này của mình nó bị không cân ấy, nó hơi dốc. Thế là chỗ có dầu, chỗ không mọi người ạ. Là chỗ nào không có dầu nó hơi hơi bị đen. Với cả đen cũng do một phần là cái nước sốt ấy. Nó đen một phần là bởi cái nước sốt đấy. Lâu không ăn, rất là ngon rồi ạ. Ngon, thơm.
Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu yêu quý kênh của mình thì đừng quên cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.